Hello cấp. Hôm nay là Cowboys game nha bạn. Ngày lễ Thanksgiving luôn các bạn. Mình sẽ đi coi game nha. Và các bạn thấy mình đang bật cái gì đây là biết rồi gì. Đây là bộ đồ uniform của đội Cowboys nha. Go Cowboys, Happy Thanksgiving. Let's go. Bây giờ mình đi đến sân nha các bạn. Mình sẽ quay một vài clip cho các bạn coi khi mà mình vào sân. Và hy vọng các bạn sẽ thích cái video của mình nha. Nếu mà thích thì cho mình một like ủng hộ kênh Thịnh Võ TV. Let's go Cowboys, let's go. It's open. Might not be open. Dude, we might miss the infield thing, man. Wow, a lot of people to like vô sân nè các bạn. Yeah, that's true, that's true. Đây nè, mình đang trên đường đến sân nha. Bây giờ mình đang vô. It's like John. That's what John did. Wow. Cowboy fan đang đi vô nè. Đó. Ok. Thôi let's go. Bây giờ mình chuẩn bị đi vô sân nè các bạn. Yeah. Phía sau mình là sân Cowboys nha các bạn. Bây giờ mình đang đi vô nha. Cổ động viên đông quá các bạn ơi. Ok, bây giờ mình đang đi vô nè các bạn. Đang vô chỗ sắc vé nha. And the guy behind him in the black jacket. Các bạn phía sau mình là chuẩn bị cổng đi vào đó các bạn. Đang xét vé nè các bạn. Mình đang đứng gần chỗ xét vé rồi nha. Đông quá các bạn ơi. Đông lắm. Yeah, hôm nay là trận game lớn nha. Game của ngày lễ Thanksgiving đó. Where you guys in from? Luther. What about you? Here we go! I'm from here too. We don't have here we go! But actually, he's doing the video. Huh? Yeah. Oh yeah. I'm mad at him. Bây giờ là mình đang ở trong cái suite ở trong sân vận động Cowboys nha các bạn. Cái suite này là dành cho VIP nha các bạn ơi. Ở đây thì giống như là khách sạn mà ở trong sân banh đó các bạn. Yeah, có một cái phòng suite rất là sạch sẽ và đẹp đẽ nha. Rất là lớn, khách VIP mới được vô đây nha các bạn. Đây nè, đó, bây giờ mình quay cho các bạn xem nha. Đó, khi khách VIP nè các bạn thấy không, đồ ăn ở đây rất nhiều nè. Đó, người ta đã chuẩn bị đồ ăn cho mình nè các bạn. Để mà lát nữa mình coi game mình vừa coi vừa ăn nha. Phục vụ đồ ăn rất là tinh tế nè các bạn, đồ nóng nè. Wow, nhìn đây, wow, đã không? Hai khay đồ ăn luôn nha. Đó, wow, nhìn thấy gì? Đây đi, đó. Đó, đây nè các bạn. Đó, đây là giống như ở trong khách sạn đó, rồi mà mình ở trong sân banh nha các bạn, gọi là cái suite. Rồi đó. Ở đây có đầy đủ nha, bánh trái đầy đủ hết nè các bạn. Đó. Đã lắm nè, đó, đã lắm nè, đó, bánh nè, hay chưa? Rồi, nước đá đầy, nước ngọt đầy đủ nha. Đó, đây nè, đó, bia nè các bạn, bia ướp lạnh nha. Bia ướp lạnh đầy đủ nha các bạn, bia nè, sẵn sàng nè. Đây nè, bia ướp lạnh nha. Đó, đó, có bia ướp lạnh cho mình nè. Các bạn, đó. Bia nha, mình thích uống loại nào đều có hết á. Rồi đây tủ lạnh nữa nè các bạn. Rồi tủ lạnh có tới gì không nha. Wow, nước ngọt đầy đủ.
Wow. Đã thấy chưa? Thấy chưa các bạn? Đó, nước ngọt nè, đó, 7-Up nè, đầy đủ hết. Muốn uống bao nhiêu tục đẻ được hết nha. Đó, đồ ăn thức uống đây người ta chuẩn bị đủ kìa. Champagne rồi này các bạn. Nha. Rồi. Đây tủ lạnh nha các bạn, đỏ bia nè, đó margarita, lát nữa có người ta sẽ pha nữa cho mình nè, có chanh nữa các bạn. Đó. Đó. Đó, sau đó thì mình sẽ đi ra ngoài đây thì sẽ là nhìn ra sân banh này nha các bạn. Nha, sắp sửa một chút khoảng một tiếng nữa thì trận đấu mới bắt đầu, mình đứng sớm. Để xem. Đó, đây là có hai hàng ghế, hàng ghế cao rồi. Đó các bạn. Đó. Hàng của khách VIP là như vậy nha. Đây vừa coi vừa uống bia. Quá đã luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy biết sao, mình là sân Cowboys Stadium nha. Sân Cowboys Stadium. Các bạn thấy không, đây là trận đấu giữa đội Cowboys của Washington trong ngày lễ Thanksgiving 2023. À, trận đấu sẽ sắp sửa diễn ra. Đó các bạn, khán giả bao giờ đang vô đầu vào sân. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi xuống sân đá banh này các bạn ơi. Mình đã xuống sát tới sân banh luôn. Đây các bạn. Bây giờ mình đang xuống gần sân banh nha. Đây mình đang đi xuống nè. Mình xuống sân mà gần các cầu thủ đang chơi luôn nha các bạn. Nha, để các bạn sẽ coi mình đang đi ra xuống sân nha. Mình hôm nay là mình là nhân vật VIP nha các bạn. Nhưng được VIP nha, nên được đi đó. À, mình xuống để chụp hình chung với cầu thủ hoặc là cheerleader nha. Để coi có được không nha các bạn. Đây nè các bạn ơi. Đó, đang đi xuống gần sát sân đây nè các bạn. Nè, xuống sân chơi luôn nha. Đó. Này. Ok, let's go. Yeah, mình sẽ đi xuống một cái đường hầm nha các bạn, trước khi mà mình ra được sân các cầu thủ. Thank you.
Đây, người ta sẽ đang hướng dẫn cho mình để xuống nè các bạn. Ok, bây giờ mình đang xuống sân nè các bạn. Wow, những cái poster này các bạn ơi, rất đẹp nha, rất đẹp. Giờ mình đang xuống, mình đang đi xuống để mà thăm viếng nha các bạn. Đó. À, xuống sát sân nơi mà các cầu thủ sẽ chơi đó. Mọi người đang xếp hàng ở đây để đi ra nè các bạn. Đây là nó gọi là pre-game line này nha. Thì các bạn sẽ đến đây rồi người ta sẽ check mình in. Why are we so? I was unsure, but he wants to document the moment. Đây đây là cái thẻ để mà mình sẽ vô sân nè các bạn. Cái thẻ này nó sẽ cho ba người vô sân. Đây cái thẻ, chỉ có cái thẻ này mới được vô nha các bạn ơi. Chỉ có cái thẻ này mới được vô sân nè các bạn. Đây. Đây, mình đã xuống được sân rồi các bạn ơi. Còn mình đang đánh cần nó cao thủ lắm nha. Đó, ở trên đây là sân nè các bạn. Đó, mình đã xuống sân rồi nè các bạn ơi. Hey, nice to meet you sir. How you doing? À bên kia kìa. Đây đây. Này coi cầu thủ đây. Thank you man, appreciate it. Thank you. Rồi bây giờ mình đã xuống sân sân rồi nè các bạn ơi. Yeah, mình và em trai của mình đang đi coi. Wow, player here. Thank you.
Thank you.
chuẩn bị để chập cờ nha các bạn. Đội Dallas đá cho đội Washington lấy banh nha, đội Washington sẽ lấy banh trước. Đá giao banh. Đội Dallas đang đá giao banh đó các bạn. Thank you.
Hết down rồi các bạn. Hết down nha. Bây giờ là half time show nè các bạn. Half time show.
vài cái hình ảnh về trận game giữa đội Cowboys và đội Washington nha các bạn trong ngày lễ Thanksgiving 2023 mình đã gửi đến các bạn xem và hy vọng các bạn sẽ thích cái video này của mình nha. Nếu mà thích cái video này của mình đó thì xin cho mình một like và ủng hộ kênh Thịnh Võ TV nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye, happy Thanksgiving nha. Chúc mọi người ngày lễ tạ ơn vui vẻ. Bye bye. Bye bye nha.